Kim Trang chào khán giả của đài SET 57.11. Và ngày hôm nay Kim Trang ngồi đây cùng với Joseph Ngô Đình Lượng, một người đang run for chức vụ Westminster Council địa hạt 3. Hồi trước anh đã lên đây cùng tham khảo với mọi người rồi, với những cái chính kiến của mình, với những cái tâm huyết của mình. Trước khi chương trình được bắt đầu, Kim Trang xin mời anh có đôi lời chào đến khán giả. Joseph Ngô xin được kính chào quý khán giả của đài SET cũng như là chị Kim Trang đã điều khiển chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, anh Joseph nè, bây giờ khi cái cuộc đua càng ngày càng gần, anh có cảm thấy áp lực hay khó khăn gì không? Anh có thể chia sẻ với bạn biết rằng là cái chức mà anh chạy vô để mà phục vụ cho dân ở địa hạt 3 của thành phố Westminster có làm cho anh cảm thấy cực vất vả gì không anh ạ? Yeah, thì lúc ban đầu đó mới bắt đầu ghi danh vào để mà tranh chức vụ này đó thì Joseph thấy mình rất là đơn độc, nhưng khi sau những cái vận động tranh cử và người dân họ càng nhìn thấy được những cái vấn đề khía cạnh của những người làm việc trong thành phố Westminster, họ làm việc rất là giống một cái chợ, một cái buổi họp hội đồng thành phố mà cãi nhau rồi tìm mọi cách bịt miệng nhau, rồi ông Nguyễn Mạnh Chí thì tối ngày gõ búa để làm cho những cái chuyện mà nó không có đến đâu hết, và cũng giống như là một số những cái vấn đề mà mê tín dị đoan của ông Chí, cũng như là vấn đề mà ảnh hưởng đến những cái mobile home để cải cách những cái mobile home để xây nhà xây cửa mà không cho người dân biết, thì người dân đó họ càng bực tức và họ càng tiến lại gần với Joseph nhiều hơn, và họ đã thách cho Joseph trong cái mấy tuần trong tuần vừa qua là họ đã bầu cho Joseph Ngô, và họ đã ghi là họ đã đánh dấu ở chỗ phần Joseph Ngô và họ bầu cho Joseph Ngô. Có những người thì bầu cả cho bà Michelle Steele hay là Chí Tạ như vậy, thì chúng tôi cảm thấy rất là vui khi mà thấy có những người mà đã họ nhìn ra được những cái xấu xa của những người của ông thị trưởng, cũng như là những người mà làm việc với ông ta, nhất là ông ta đem ông em của ông ta ra đối đầu với tôi là ông Mark Nguyễn. Như vậy, ông là ông anh em rể của ông Charlie Nguyễn, cũng như là ông đem ra, ông kết hợp với ông Carlos Menzo, rồi một số những người mà thuộc không phải là thuộc bên phía Đảng Cộng Hòa hay là những người mà đã giúp ông người cộng đồng gì hết cả, mà ông ta đã quay trở lại với tất cả những người mà làm việc cho cộng đồng, cho tất cả những chúng ta trong những thời gian vừa qua. Và đó là những cái mà chúng tôi cảm thấy là rất là vui, khi mà càng gần thì cái sức mà thu hút nó càng mạnh hơn và nó càng nóng bỏng hơn. Do vậy đó, ngày hôm qua chúng tôi cũng đã làm một cái buổi mà biểu tình trong Ôn Hòa, để rồi sau đó thì chúng tôi cũng có cái họp báo, nhưng chúng tôi cũng bị cái nhóm của bà Nhật Linh mà phát ngôn viên của Cộng sản đó, bà ta cũng đã đến để mà bà ta phá hoại chúng tôi trong cái ngày hôm qua. Cũng có mấy những người mà YouTuber mà quý vị biết tới như ông Huy Đức, cũng như là mấy cái ông YouTuber đó họ quậy phá. Chúng tôi cảm thấy đó là những cái mà dù mặc dù đấu tranh dân chủ đi chăng nữa, nhưng không có quyền đến khi mà người ta họp báo, mình có quyền đến đặt câu hỏi để trả lời, chứ không phải là đến đó để mà dùng loa mở thật lớn rồi chửi bới rồi quậy phá. Đến hồi cảnh sát cũng phải ra đó để mà đứng đó, mà cảnh sát thì lại đứng ngơ ngơ ngác ngác đó, không có làm gì hết. Chúng tôi cảm thấy đó là những cái mà thành phố Westminster cần phải lưu ý hơn trong thời gian sắp tới, và chúng tôi hy vọng là quý vị càng nhìn những cái vấn đề đó, quý vị sẽ càng tiến lại gần với tôi hơn, và quý vị sẽ kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho Joseph Ngô trong cái từ giờ cho đến ngày 5 tháng 11. Joseph Ngô bảo đảm sẽ coi như là đấu tranh, giống như ông Trump đã hứa với quý vị là đấu tranh cho nước Mỹ, thì chúng Joseph Ngô sẽ đấu tranh cho cái thành phố Westminster và cái quận On County này để tránh khỏi những cái vấn đề mà lạm dụng quyền hành, lạm dụng vẫn cái tên tuổi của mình để mà hối lộ, hay là tạo những cái danh vọng để mà rồi mình lấy tiền những người khác. Đó là những cái rất là nguy hiểm mà chúng ta đang gặp phải trong cái quận On County của chúng ta.
Thưa anh Joseph Ngô, bởi vì theo Kim Trang nghĩ mỗi người có cái cách làm việc riêng, giống như thị trưởng Charlie Chi cũng có cái cách làm việc riêng, chị Nhật Linh cũng có cái tiếng nói, cái quyền tự do của chị khi mà cảm thấy mà chị cũng dùng cái tự do ngôn luận của mình. Thì anh Joseph Ngô này, anh ngồi ở trên đây, đấy là mới bắt đầu anh bước vào chính trường, gọi là bước vào politics, sẽ còn những cái khó khăn nữa, những cái mà anh phải gọi là đối chạm, và anh làm sao anh phải thuần phục, anh phải làm sao để cho người ta kiêng mình, nể mình, đi theo mình, hoặc là phải trình bày làm sao để cho người ta có cảm tính, thấy mình là đúng. Thì anh có cái sự trình bày gì khi mà anh bước vào trong chính trường này? Thực sự ra đó thì Joseph không có làm chính trị, nhưng mà Joseph làm về vấn đề thương mại, về kinh tế. Joseph biết vấn đề đó, người ta bảo thương trường cũng là chiến trường. Mà vấn đề thì vấn đề khi chúng ta làm việc gì cũng vậy, chúng ta không thể nào nói hai lời, chúng ta nói một là một, hai là hai. Chúng ta nói cái này 10 đồng rồi người ta mua cái đó, rồi khi mình tính tiền mình tính 20 đồng thì không được. Hoặc là bây giờ như ông thị trưởng, ông nói tôi không treo cái kiếng nó lên, nhưng mà sau vì vấn đề người này kia góp ý là vậy, tôi đi tôi mua tôi treo lên. Cũng là đó là những cái mình nói quanh nói quẩn, rồi cuối cùng mình cũng vậy. Tại sao mình không nói ra lấy sự thật? Tại sao mình không làm? Thực sự vấn đề chính trị tôi thấy nó không có phải là chính trị, nó không có phải là xấu. Trong cái đời sống của mỗi người chúng ta, ai cũng phải tranh đấu để mà đạt được những cái điểm gì tốt nhất. Nhưng có những người họ tranh đấu vì vấn đề là lường gạt những người này người kia để mà ôm vào túi mình tất cả những cái đồng tiền dơ bẩn, hoặc là những cái mà nó không có đem lại cái vấn đề tốt. Giống như bây giờ ông ta đi vận động tranh cử cho một cái chức vụ mà thượng nghị sĩ đi. Chức vụ thượng nghị sĩ của Cao Ty này đâu có đâu. Đâu có ai từ chức đâu mà đi vận động tranh cử cho cái đó, mà từ tháng 4 năm vừa rồi. Đó là như vậy, những cái như vậy là nó gọi là những cái mà mình lừa bịp người ta. Mình nghĩ là người ta không biết cái vấn đề đó, mình đi mình lừa bịp người ta, mình vận động tranh cử như vậy, mình lấy tiền mình bỏ vào cái nhà băng của mình, như vậy là mình làm phạm luật rồi. Tất cả những cái, do vậy đó, chúng tôi muốn là khi mà làm bất cứ việc gì mình đưa ra, chắc chắn khi mà mình làm đúng sự thật, chắc chắn có những người họ mất cái chén cơm bẩn của họ thì họ cũng tức tối, nhưng mà mình phải làm. Tại vì không thể nào một cái đất nước dân chủ, cái đất nước như vậy mà những người dân Việt Nam của chúng ta là những người mà đã bỏ cái đất nước quê hương thứ nhất của chúng ta là Việt Nam để mà tìm cho mình một cái đất nước tự do, một cái nơi mình có thể đáng sống, mình có thể làm ra công ăn việc làm việc tốt, rồi có những ngôi nhà sống, mình cho con cháu mình được hưởng những cái tương lai, những cái học vấn tốt ở tại một đất nước Hoa Kỳ này, thì mình phải là những người đầu tiên hy sinh, mình phải là những người đầu tiên là sống sao cho tốt, sống sao để mà làm sao để cho người ta tin, người ta quý mến mình, con cháu mình nó sống, nó lớn lên, nó cũng nhìn thấy mình là một tấm gương cho nó. Chứ bây giờ đó, đấy, một ông luật sư và vợ chánh án, rồi con gái như vậy, cũng lại đi hối lộ, cũng làm những cái chuyện như vậy. Thấy không, tiếng tăm nó đời đi đến đâu? Mình có thu được bao nhiêu tiền vô, mà nước Mỹ này rất là đặc biệt, mình có ăn cho đã chăng nữa, 50 năm sau nó lôi ra nó lấy hết cũng được hết, cũng không sao. Cho nên tại sao mình phải làm như vậy để mà mình hồi hộp, sống hồi hộp? Cho nên đó, chúng tôi nghĩ là tất cả mọi cái chúng ta phải làm thẳng thắn ra. Và quý vị ở trên đất Mỹ này cũng vậy, quý vị phải đừng có đưa tiền hối lộ, đừng có làm này làm kia để cho cuộc đời sống của mình nó tốt hơn. Cảm ơn quý vị. Và Kim Trang sẽ trở lại với tất cả khán giả tiếp tục cuộc phỏng vấn với anh Ngô Đình Lượng. Vâng, mọi người thân mến, ngày hôm nay Kim Trang lại ngồi đây. Những người giới trẻ cũng rất thích để cho có một người cũng có trái tim để mà bước ra dấn thân trên con đường gọi là phục vụ. Mỗi người có mỗi ý, mỗi người có mỗi cách, mỗi người có nét suy nghĩ. Nhưng mà người ta nói rằng trong chương trình, trong vấn đề đấu tranh phục vụ cho người dân, thì chúng ta hãy luôn tôn trọng những tiếng nói hay tự do của cái ngôn luận và những cái suy nghĩ
của một con người như thế nào, nhất là anh Joseph Ngô là bước chân vào để mà run cho cái chức vụ Westminster Casuistry. Thì ngày hôm nay đó là cái ý kiến của anh. Chắc chắn rằng là anh sẽ có rất là nhiều người sẽ đối chọi những cái ý kiến của anh, bởi vì đó là trong cái tầm nhìn của anh, trong cái cách nhìn của anh, thì cũng đó là một cái gọi là người ta gọi là phục vụ trong trận đấu. Thì anh Ngô Đình Lượng này, nếu mà như anh mà được dân bầu cho anh cái chức mà gọi là chức council ở Westminster, anh nghĩ rằng là anh bước chân vào đó, anh có phe đảng không? Anh có đi theo phe bên này hay đi theo bên kia không? Hay anh làm theo cái chính với cái trái tim của mình, với cái sự đúng của mình? Không, thì Joseph đã nói với tất cả nhiều người và trên đài mọi thứ mọi nơi, cũng như là Joseph làm đấy. Joseph không thể nào mà người ta, người bị mù mà mình đi theo cái người mù được, đúng không? Cho nên đó, nếu mà mình biết họ mù thì mình phải tìm cách để mình hướng dẫn họ. Hoặc là những cái người mà họ là có những cái vấn đề mà lợi dụng cái đó để làm những cái chuyện bậy bạ thì mình cũng phải ngừng lại. Chứ không thể nào mình cứ tiếp tục mình đi theo cái con đường đó, rồi cuối cùng đó, rồi cãi nhau, rồi mình ăn không đủ, rồi chia không đều đó, rồi lại sinh ra những cái vấn đề chống đối nhau. Do vậy đó, chúng ta cần phải có cái vấn đề mà liêm chính ở trong vấn đề làm việc. Mình phải đâu vào đó, thì những người từ dưới của mình như là hội đồng thành phố nhận city manager vô, city manager với luật sư phải làm việc làm sao cho nó phát triển thành phố, và phải kỷ luật tất cả, giống như là cảnh sát cũng vậy nữa, và tất cả những người mà làm ở trong thành phố. Không phải mạnh người nào người đó đi kêu gọi vận động tiền, mạnh người nào người đó đi đi hối lộ tiền, rồi cuối cùng đó nó trở thành một cái chợ là tham nhũng. Đó là chúng ta không có thể nào làm như vậy được. Và ngay vấn đề băng đảng ở trong thành phố đó, chúng ta không thể nào biết cái đó sai mà mình cứ hùa theo họ để mà mình bỏ phiếu cho cái đó. Giống như cái dự luật 5.2 mà nó ảnh hưởng đến người dân mobile home, những người mà đã cái những cái mobile home đó đã từng bị một cái đó gọi là Green Lantern Mobile Home 2016, khi mà đã được hợp lệ, thì họ 2017 họ vô, và 2018 người dân đấu tranh cho đến 2020 mới giải quyết xong. Mà mới giải quyết xong có mấy năm, bây giờ họ lại đưa ra để implement, để cho những cái đó lại thực hiện tiếp tục. Như vậy đó là những cái mà chúng ta không thể nào làm như vậy được. Cái người dân ở trong thành phố của chúng ta là những người mà xây dựng thành phố của chúng ta. Nếu mà chúng ta tìm mọi cách chúng ta phá hoại những người dân của chúng ta, người dân ta không yên ổn thì chúng ta không làm gì được hết. Người ta bảo an cư lập nghiệp, mình phải tạo những cái đời sống tốt cho người dân của mình thì cái công việc thành phố của mình mới phát triển được. Mà mình có rất nhiều những cái chỗ khác để mình phát triển, chứ không phải là mình tìm mọi cách. Lúc trước thì tô màu xanh, bây giờ mình tô lại qua màu hồng để mình cho những cái khu đó có thể làm commercial, làm những cái này làm cái kia. Cái rồi mình lừa bịp người ta, mình không có cho người dân biết trước khi mình làm những cái vấn đề đó, rồi mình nói bảo không có gì đâu, rồi những cái chuyện nó xảy ra rồi, giống như là gạo nấu thành cơm rồi đó, thì đã xong rồi, không cái, còn hạt cơm không thể biến thành hạt gạo được. Quý vị, cảm ơn tất cả quý vị. Nhưng mà anh Joseph Lượng, khi mà anh bước chân vào mà dân bầu cho anh được cái chức Council của Westminster Điện Truy, thì anh cũng phải đối diện với thị trưởng Charlie Chí Mạnh Nguyễn. Thì bây giờ anh cũng phải tập cách mà gọi là cùng làm việc với thị trưởng để mà mang lại cho cái thành phố nó nhiều điều tốt chứ. Anh cũng phải làm cách nào chứ, hay là anh cũng phải điều đình chứ, hoặc là anh có cái chương trình gì, hay là có cái ý tưởng gì khi mà bước chân vào, nếu mà anh đụng phải người mà anh đang phản đối không? Khi mà tranh cử thì chúng ta có vấn đề phản đối nêu tất cả những cái mà xấu, cái những cái khía cạnh đó, để mà mình lúc cái tranh cử đó là cũng là những cái lúc rất là tốt để mình wake up, mình tỉnh thức những cái người mà dân cử đang làm những cái chuyện không tốt, bậy bạ, hoặc là làm những cái đi sai. Mà đó là những cách để mà mình nêu lên rồi để cho họ thấy được. Và khi mà mình làm việc đó thì mình cũng ngồi chung một cái hội đồng thành phố với nhau, thì mình tất cả những cái dự án gì đưa ra, hoặc là những cái gì đưa ra, giống như bây giờ đó,
đối với Lượng đó, thì khi mà mình vào thì tất cả những người, nếu mà mình bầu được người ta, tất cả người dân bầu mình vô được, thì mình sẽ là tất cả mình phải tôn trọng trước tiên đó. Nếu mình không tôn trọng những người ngồi cạnh mình, chung quanh mình đó, thì mình làm sao mình làm việc với họ được. Như giống như bị ông Nguyễn Mạnh Chí đó, ông ấy không tôn trọng những dân cử khác, Amy Phan Quát hay Nam Quan hay những người kia, rồi ông ra nhiều cái những cái mà đạo luật để mà gây là bịt miệng, hoặc là không cho người ta lên chương dự án, lên chương trình, rồi họ cảm thấy bực tức, rồi họ người ta bảo không có bao giờ, đừng có dồn người ta vào cái góc cùng hết. Khi mà mình dồn một người nào đó vào cái góc cùng thì họ sẽ đánh trở lại mình thôi. Cho nên cái vấn đề quan trọng là mình phải tôn trọng và mình phải làm cho nó đúng luật, rồi mọi cái làm sao đó, rồi cái những cái gì mà nó không tốt cho người dân thì mình phải bàn thảo cho thật kỹ để mà mình tránh những vấn đề đó. Rồi những cái vấn đề mà xây dựng thành phố thì mình phải tập trung vào những cái vấn đề, những cái công việc xây dựng thành phố, chứ chúng ta không có thể nào chúng ta cứ đưa ra những cái khía cạnh xây tường, xây tượng đài, xây này xây kia, rồi những cái buổi họp thành phố nó mất đi cái thời gian, rồi không có cái thời gian để mà lo cho thành phố. Còn vì chúng ta tranh cử để mà phục vụ cho dân trong thành phố, chứ không phải là chúng ta cứ bày ra xây cái này xây cái kia, xong rồi mình cãi nhau, rồi cuối cùng đi lấy hối lộ này hối lộ kia, rồi đung tung lum hết. Mà chúng tôi thấy như cái bức tường gì đó, mà bức tường mà bây giờ đó cô Kimberly Hồ không cho làm, bây giờ cô ta đứng ra tổ chức làm, rồi bây giờ thu được mấy trăm ngàn để đó, rồi bây giờ không biết cái số tiền đó ai giữ nữa. Cũng những người ở trong cái hội đó họ đang nói và bây giờ họ muốn lấy lại tiền. Nó có nhiều cái vấn đề. Chúng tôi nghĩ là khi mà vào thì chúng tôi sẽ phải đưa hết tất cả ra ánh sáng để mà làm giải quyết tất cả những cái mà thâm thủng vấn đề mà làm nó lem nhem cái thành phố, vấn đề mà tiền thiếu hụt của thành phố 150 triệu, hoặc là những cái gì đó mình cần phải làm. Và những cái cơ sở thương mại lớn đã từng không có đóng tiền mà xin giấy phép hành nghề hay là xin giấy phép để mà tổ chức này tổ chức kia, thì mình phải đưa người đến để mà audit, để mà tìm hiểu tại sao, và mình phải thu lại tiền đó và tiền lời để mình trả cái số tiền 150 triệu. Đó là những tiếng nói trong vấn đề mà gọi là tự do trình bày cái ý tưởng của mình, những tiếng nói mà gọi là của người dân, mà của người công dân mà chúng ta phải bỏ ở Việt Nam sang đến Mỹ này để mà chúng ta có được sự tự do trong ngôn luận. Thì phần lắng nghe của khán giả và tất cả mọi người có đồng tình hay là không đồng tình, quý vị cứ comment vào, quý vị ủng hộ hay là ông ủng hộ anh cho xem ngựa thì quý vị cũng cho anh một ý kiến. Riêng em đối với giới trẻ thì chúng ta hãy cũng nên cho anh một lá phiếu để cho anh tiếp tục với con đường dấn thân. Và chắc chắn Kim Trang sẽ nghĩ rằng là anh sẽ còn học hỏi thêm rất là nhiều trên con đường politics. Chúc tất cả mọi người một ngày làm việc thật vui vẻ và hẹn anh trong dịp tới. Cảm ơn mọi người. Dạ, cảm ơn quý vị.